Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 50% người trưởng thành trên toàn thế giới đang phải chịu ảnh hưởng từ tình trạng đau nửa đầu bên trái hay bên phải. Vậy nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị đau nửa đầu bên trái là gì? Xin chào quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Ngọc Danh Khoa, hiện đang công tác tại khoa thần kinh, Trung tâm Khoa học thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ về cái chủ đề đau nửa đầu bên trái. Đau nửa đầu bên trái thì là một cái triệu chứng rất là thường gặp trong một cái số nhóm nguyên nhân. Tạm thời bây giờ thì mình có thể chia ra làm 3 nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân đầu tiên là nhóm nguyên nhân có sự thay đổi về cái lối sống cũng như là cái môi trường sống. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là đến từ những nguyên nhân mà đau đầu nguyên phát. Và nhóm nguyên nhân thứ ba là nhóm nguyên nhân đau đầu thứ phát. Thì đầu tiên khi mà mình bị đau nửa đầu cũng như là đau nửa đầu bên trái thì chúng ta phải rất là quan tâm về những sự thay đổi về lối sống nè, hành vi và cái môi trường xung quanh. Nhóm nguyên nhân này thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể chúng ta và ảnh hưởng đến hệ thần kinh nè, tuần hoàn nè, cũng như là cân bằng nội môi và làm cho gây ra những cái cơn đau nửa đầu. Ví dụ như là chúng ta có sự căng thẳng trong công việc nè, hoặc là rối loạn về giấc ngủ nè, cũng như là ngủ không sâu giấc nè, hoặc là những cái mất cân bằng về dinh dưỡng ha. Chúng ta ăn quá ít hoặc là quá nhiều sẽ dẫn đến những cái thiếu hụt về những chất điện giải trong cơ thể và có thể gây ra những cái triệu chứng đau nửa đầu. Thiếu nước, uống không đủ nước thì cũng có thể khởi phát cơn đau. Những cái rối loạn về hormone thường là gặp ở nữ giới trong những cái chu kỳ kinh nguyệt hoặc là vào cái độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì có thể dẫn đến cái tình trạng và đau nửa đầu hoặc là bệnh đau nửa đầu khởi phát. Và một trong những cái nguyên nhân trong nhóm này chúng ta phải quan tâm đó là những cái loại thuốc chúng ta uống kèm cho các bệnh về mãn tính chúng ta có, hoặc là thậm chí những cái thực phẩm chức năng chúng ta uống kèm thì chúng ta cũng có thể là gây ra những cái cơn đau dai dẳng hoặc là cơn đau khởi phát trong cái nhóm này. Nhóm thứ hai chúng ta cần phải quan tâm đó là cơn đau nửa đầu từ những cái nguyên nhân nguyên phát. Thì cái nhóm nguyên nhân này chiếm đa số và nó khá là lành tính, nhưng mà nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Một số bệnh thường gặp như là bệnh migraine nè, đau đầu cụm nè, rồi ví dụ như là đau đầu dạng căng thẳng nè, hoặc là đau thần kinh chậm. Thì tất cả những cái bệnh này, cái việc điều trị thì rất là lâu và rất là khó khăn, vì đây là những cái bệnh đau đầu mãn tính. Nhóm thứ ba cũng là nhóm cuối cùng, đó là đau đầu và do nguyên nhân thứ phát. Thì do nguyên nhân thứ phát có nghĩa là do những cái nguyên nhân khác để khởi phát cơn đau đầu. Ví dụ như là nguyên nhân toàn thân như là nhiễm trùng nè, viêm nhiễm nè, hoặc là những nguyên nhân như tăng huyết áp nè, và các bất thường ở những cái vùng như là đầu, mặt, cổ nè, xương hàm nè, hoặc là những cái bất thường về vùng mắt thì vẫn có thể làm khởi phát cơn đau nửa đầu bên trái. Một trong những cái nguyên nhân khác ở những này là ví dụ như tại vùng não đi, thì chúng ta có những nguyên nhân khá là nguy hiểm và cần phải tầm soát cũng như loại trừ. Ví dụ như là đột quỵ nè, u não nè, hoặc là những nguyên nhân về viêm nhiễm hệ thần kinh trung ương nè. Thì những nguyên nhân đó thì đều bất thường về những cái mạch máu não nè, hoặc là cấu trúc não thì đều dẫn đến cơn đau nửa đầu. Chính vì sự đa dạng và cũng như là sự nguy hiểm của những cái nguyên nhân này, cho nên là khi khởi phát một cơn đau hoặc là có sự thay đổi về tính chất đau nửa đầu thì chúng ta cần phải đến những trung tâm y tế để được những cái chuyên gia về thần kinh đánh giá và tầm soát nguyên nhân cho chúng ta. Cái triệu chứng chúng ta có thể thường gặp, các bác sĩ có thể xác định là ví dụ như là xác định chính xác cái vị trí đau, ví dụ là đau nửa đầu bên trái hoặc là đau ở trên đỉnh đầu nghiêng sang trái, hoặc là có những cái ví dụ như hướng lan của đau đầu, ví dụ như là đau vùng đầu nè, rang sang ví dụ đâm mắt nè, hoặc là vùng sau gáy nè, vùng chẩm nè, lan xuống vai nè, vân vân. Thì tất cả những điều đó đều có thể hướng đến một cái bệnh lý mà có thể gợi ý cho bác sĩ. Và tiếp theo là cái tần suất đau và cái cường độ đau trong cơn, ví dụ như là tần suất trong tuần, trong tháng có thể tăng lên, hoặc cường độ trong một số lần đau thì nó có thể tăng theo thời gian. Và đồng thời là có những cái yếu tố đi kèm cơn đau, ví dụ là sốt nè, cứng cổ nè, rồi có những cái ví dụ như yếu liệt nè, hoặc là mất thăng bằng nè, chóng mặt, nôn ói. Một cái điểm cũng không có kém phần quan trọng đó là yếu tố khởi phát. Thì một số cái bệnh đau nửa đầu cũng như là đau nửa đầu bên trái thì có những cái yếu tố khởi phát rất là rõ, ví dụ như là khởi phát trước hoặc trong hoặc sau chu kỳ kinh nguyệt nè, rồi một số cái là có những yếu tố khởi phát khi mà thấy ánh sáng, tiếng ồn, hoặc là nghe một cái mùi mà nghe bản thân mình là có dị ứng với cái mùi đó nè, hoặc là những yếu tố khởi phát từ thuốc vân vân. Tổng cộng những cái triệu chứng đó có thể hướng dẫn cho bác sĩ đến một cái chẩn đoán chính xác hơn cho bệnh đau nửa đầu.
để chẩn đoán bệnh đau nửa đầu bên trái cũng như là tình hình chung là đau nửa đầu thì các bác sĩ thì cần nắm rất là rõ về tiền căn bệnh nè, tiền căn thì có cả tiền căn về gia đình và tiền căn về bản thân, số lượng cơn đau trước đó nè ha, thời gian khởi phát cơn đau nè, thứ hai là quá trình diễn tiến của cơn đau hiện tại và tính chất của cơn đau cũng như là triệu chứng bệnh và các yếu tố liên quan và đi kèm. Đồng thời thì các bác sĩ cần phải có khám lâm sàng để hướng tới một số các yếu tố hoặc là cái dấu hiệu thần kinh để cho hướng tới những cái bệnh mà nguy hiểm hoặc là những bệnh cần phải loại trừ. Từ những cái mà bệnh sử cũng như là cái lâm sàng đó thì các bác sĩ sẽ có thể đề nghị những cái cận lâm sàng phù hợp để mà giúp cho bệnh nhân chẩn đoán chính xác hơn bệnh đau nửa đầu cũng như là đau nửa đầu bên trái. Thì đa số những cái cận lâm sàng, ví dụ như là những cái xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu thì có thể tầm soát những cái bệnh và cái lý do đến từ nguyên nhân toàn thân. Những cái về chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là CT, MRI để tầm soát và loại trừ những cái bệnh nguy hiểm đến từ cấu trúc não hoặc là mạch máu não. Ngoài ra mình còn có ví dụ như là điện não đồ thì nghĩ hướng tới là những cái đau đầu do động kinh hoặc là những cái bệnh lý phức tạp khác. Những cái nhóm nguyên nhân mà nguy hiểm hơn, phức tạp hơn thì chúng ta sẽ có những cái cận lâm sàng nó chuyên sâu hơn, ví dụ như là dọc dịch não tủy thì sẽ áp dụng cho những cái bệnh nhân mà có nghi ngờ về viêm màng não, viêm nhiễm trên hệ thần kinh trung ương hoặc là những bệnh lý liên quan tới não tủy. Khi mà kết hợp giữa bệnh sử lâm sàng và cận lâm sàng thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái chẩn đoán nó chính xác và loại trừ ra những cái chẩn đoán nguy hiểm và có thể là gây ra những cái thiệt hại cho bệnh nhân. Tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.